Ok, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái trả bài là cuộc sống của bạn trong thời gian kế tiếp nha. Thì bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài nha. Tụ bài số 1, tụ bài số 2 và tụ bài số 3 ha. Rồi, các bạn có thể bấm đứng màn hình lại để dễ chọn hơn cho mình nha. Tụ bài số 1. Rồi, xem trả bài riêng thì có thể inbox giùm mình ha. Tụ bài số 2. Tụ bài số 3. Rồi, xem trả bài riêng thì inbox cho bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 được chưa các bạn? Xem cuộc sống của bạn trong thời gian kế tiếp là nở hoa hay là như thế nào nha. Rồi, tụ bài số 1 của chúng ta sẽ bắt đầu ở 1 phút mà. Phút 11 các bạn ha. Một phút 11 cho cái tụ bài số 1. Đầu tiên á, thì bạn nào mà chọn cái tụ bài này xem cái cuộc sống của bạn trong thời gian kế tiếp sẽ như thế nào, là nở hoa hay là như thế nào, thì đầu tiên mình sẽ thấy là bạn sẽ có một cái may mắn. Thứ nhất là bạn sẽ được nhận một món quà ở cái nghĩa đen ha, là ai đó sẽ tặng quà cho bạn. Và mình thấy rằng á, là bạn cũng sẽ có một cái sự, một cái món quà mà vũ trụ dành cho bạn. Cái món quà đó là gì? Thì cái món quà đó chính là một cái sự thay đổi bản thân của bạn. Mình nghĩ rằng là có thể bạn đã từng là một drama queen, có nghĩa là một cái người mà rất là nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực, hoặc là rất là nhiều những cái gọi là đôi khi những cái drama là bắt nguồn từ bản thân của mình. Nói như vậy không có nghĩa rằng là mình là một cái người không phải là mình không yêu bản thân mình hoặc như thế nào, nhưng mà nhiều khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều, hoặc là nhiều khi chúng ta đã đặt cái cảm xúc của chúng ta vào quá nhiều, và chúng ta sẽ làm cho nó focus vào cái những cái vấn đề nó không mấy là tích cực. Và bây giờ mình nghĩ là một phần nữa đó là do là những cái liên kết của bạn á, nó có thể rằng là trong cái quá khứ hoặc trong những điều đã qua nó chỉ là một cái bài học của bạn thôi. Nó là những cái mối quan hệ nó gọi là có những cái liên kết khác, mối quan hệ ba người, những cái mối quan hệ nó không có thật sự là một mối quan hệ tích cực, nó là một mối quan hệ tiêu cực, nó là một mối quan hệ để bạn học bài học, để đơn giản là bạn sẽ rút ra được là nếu như trong một cái năng lượng tiêu cực như vậy, trong một cái cách yêu tiêu cực như vậy, trong một mối quan hệ tiêu cực như vậy, hoặc là trong một cái cách sống tiêu cực của mình như vậy, mình sẽ không bao giờ có thể hưởng được những cái điều mình mong muốn trong lòng của mình. Bởi vì những điều bạn mong muốn luôn luôn là những điều tích cực, chứ không thể nào là những điều tiêu cực được. Nhưng mà trong cái năng lượng đó thì chắc chắn sẽ không có được. Và cái đó chỉ là cái bài học của bạn thôi. Vì vậy cho nên mình thấy vũ trụ ban cho bạn một cái quà tặng. Mà quà tặng này đó là quà tặng về mặt tinh thần ha. Đó là bạn đang ở giữa một cái năng lượng của cái việc là thay đổi từ một cái đêm đen, một cái bóng tối, một cái gọi là một người đơn thuần chỉ suy nghĩ đến một màu đen và màu trắng. Và bây giờ bạn đã thay đổi để bạn nhìn thấy nhiều màu sắc trong cái cuộc sống. Nó cũng giống như là mình làm cho mình liên tưởng đến cái việc là thí dụ giống như là bạn có thấy những cái thông tin về những cái vị tu sĩ hoặc là cư sĩ hiện tại không? Họ có thể là bế quan để mà tu luyện, đúng không? Để mà tu tập, nhưng mà họ chọn bước ra ngoài là để làm chi? Bởi vì khi họ gặp người này người kia, đó mới là cái việc mà họ học được, họ mới định cái tâm họ lại. Họ không có sân, họ không có si, họ không có gọi là một cái bản thể tổn thương. Đó, nếu như mà ai nói mình một tiếng hay ai làm gì mình mà mình vẫn còn một cái lòng tổn thương thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mình tha thứ được cho người ta. Bởi vì cái tầng năng lượng của mình với người ta là ngang nhau, hoặc là thậm chí là mình thấp hơn người ta, thì lấy gì mà mình bao dung cho người ta được. Đó. Và mình nghĩ rằng là trong cái năng lượng này, càng ngày bạn càng có cái sự thay đổi nha. Mình nghĩ là bạn sẽ tự tin hơn, bạn sẽ vui vẻ hơn. Đó, bản thân của bạn sẽ nuôi dưỡng một cái nguồn năng lượng âm, là một cái nguồn năng lượng của tính nữ, hoặc là một cái nguồn năng lượng của dòng chảy, của cái việc là tha thứ, là yêu thương, là một cái màu hồng của một cái sự gọi là năng lượng chữa lành, hoặc là cái việc mà bạn biết yêu bản thân của mình hơn. Nhưng mà cái yêu bản thân này không phải là một cái sự karmic, không phải là một cái drama, không phải là mình yêu bản thân mình là mình phải giành lấy cho bản thân mình hoặc là này kia. Đó là mình tôn trọng một cái quy luật trong cái cuộc sống, mình không có ép buộc cái gì phải xảy ra vì mình cả. Và mình thấy là cái năng lượng của bạn sắp tới là bạn sẽ coi như là rửa sạch hoặc là đốt sạch, giống như là làm sạch cái nguồn năng lượng của bạn ha.
trong cái năng lượng này, nếu mà thực sự mà bạn nào mà có nhu cầu mua mua xô thơm để mà thanh tẩy á, thì có thể inbox giùm mình ha. Đó thì á, mình nghĩ là bạn sẽ thanh tẩy cái năng lượng nói chung luôn, về cái bạn nên thanh tẩy về cả cái phòng ốc mà bạn đang ở, hoặc là bạn dọn dẹp sạch sẽ, bạn bỏ bớt cái đồ cũ, đồ không dùng tới, bạn bạn cải tạo nó một cái màu nó trắng nó sáng hơn. Đó là cái cách mà để mà bạn nâng cao cái nguồn năng lượng của bạn. Và bạn đừng quên rằng là mỗi ngày bạn đều phải gọi là đọc những cái câu thần chú, hoặc là những cái câu cầu nguyện tích cực ha. À, tôi sẽ có thể trở thành một người tốt, một cái người được hưởng một cái hạnh phúc ABC, tôi sẽ trở thành một cái người bao dung rộng lượng những cái điều gì mà bạn mong muốn, hoặc là tôi sẽ bỏ đi những cái suy nghĩ tiêu cực, hoặc là suy nghĩ xấu về người khác, hoặc là như thế nào hả bạn ha. Đó, đôi khi bạn nói là bạn đôi khi chúng ta có thể không nhận ra là mình giúp ai đó, mình làm gì cho ai đó, thực ra mình đang đòi hỏi người khác, người người đó phải trả lại cho mình cái gì đó ha. Ví dụ như trả lại cho mình tình cảm, hoặc trả lại cho mình sự quan tâm, hoặc là trả lại cho mình một sự ưu tiên trong cuộc sống đó, nó giống như vậy đó, thì nó là sự đổi trác rồi, nó không phải là một cái gì đó gọi là thuần theo cái kiểu rằng là mình làm vì mình muốn như vậy, mình với một cái tình cảm là nó là như vậy ha. Thì cái cuộc sống của bạn á, trong thời gian sắp tới á, một á, là bạn rất là chăm chỉ trong trong cái cuộc sống của mình, là làm việc nè, tập trung làm việc nè, kiếm tiền để dành tiền nè. Đó, bạn sẽ có thể gọi là có những cái hứng thú để cho cái công ăn việc làm của bạn nhiều hơn, và bản thân của bạn á, là bạn sẽ rất là rạch ròi rõ ràng, rất là lý trí, bạn cũng không có muốn quá nhiều những cái vấn đề đến trong cái cuộc sống của mình. Bạn muốn một cái sự ổn định trong cái cuộc sống của mình, đại khái gọi là bạn cũng bước về phía trước ha, bạn cũng vui vẻ với lại mọi người xung quanh, nhưng mà bạn đã học được cái bài học khi mà bạn ở một mình rồi, bạn mới có thể bước lên phía trước một cái cách vui vẻ như vậy ha, chứ bạn không có còn tiêu cực nữa nha. Mình thấy rõ ràng là bạn không còn tiêu cực nữa, bạn đã bước qua được cái nỗi sợ, bước qua được cái nỗi đau nào đó mà nhiều khi bạn nghĩ rằng trời ơi, nó rất là lớn, nhưng mà bạn hãy nhìn đi, nhìn xung quanh mọi thứ nó vẫn là như vậy, giống như là cuộc sống nó vẫn vui vẻ, nó vẫn tích cực, nhưng mà tại vì trong mắt bạn, trong cái cách suy nghĩ của bạn nó đã trở nên tiêu cực, hoặc là thậm chí là bạn không nhìn thấy những cái điểm tốt của cái người kia mà bạn cứ nhìn thấy những cái điểm không tốt, mình nói ví dụ vậy ha. Đó thì năng lượng này của bạn có năng lượng của hội họp, năng lượng của làm việc nhóm, năng lượng của gặp gỡ bạn bè vui vẻ, có những cái cơ hội để bạn phát triển trong cái công việc của bạn, và có thể cũng như là sẽ có một cái con đường ổn định về trong cái mặt công ăn việc làm của bạn. Và mình nghĩ rằng là trong cái năng lượng này nó sẽ có một cái năng lượng tình cảm nha bạn nha, mà mình thấy rằng là cái năng lượng tình cảm này á, nó vẫn đang đến với bạn, và nó vẫn đang có gọi là nhiều cái sự nó sẽ có thể là có một cái sự khởi đầu mới mẻ lại cho bạn với lại cái đối tượng tình cảm của bạn ha. Sau một cái khoảng thời gian mình nghĩ rằng là sự bỏ chạy, hoặc là sự từ chối về cái mặt cảm xúc đó, và giống như là bạn không ổn định về mặt cảm xúc đó, và mình cảm thấy trong cái năng lượng này sẽ có một cái cơ hội thứ hai, và bạn sẽ bỏ hết những cái năng lượng trong cái quá khứ, và bạn sẽ có một cái cơ hội mới, hoặc là một cái cơ hội lần thứ hai đối với cái câu chuyện tình cảm của bạn. Và mình nghĩ là mọi thứ đều cần phải có một cái thời gian, một cái phải có một cái sự tin tưởng, phải có một cái thời gian, phải có một cái sự tin tưởng vào chính bản thân của mình. Mình nghĩ cái thời gian này sắp tới là bạn cứ tập trung cho bản thân bạn đi ha. Bạn tập trung là chăm sóc bản thân của bạn, là bạn sẽ có những cái cuộc vui, gặp gỡ bạn bè, hoặc thậm chí là bạn sẽ có những cái đam mê trong cái tình cảm. Nhưng mà cái tình cảm của bạn á, thì thật sự ở đây á, mình chưa có thấy nó có một cái sự ổn định đâu nha. Ví dụ như là bạn thích ai đó, hoặc là bạn có một cái cảm xúc đam mê với ai đó, một cái tình một đêm, hoặc là một cái cảm xúc gì đó nó rất là nồng nàn, rất là tuyệt vời đó. Nhưng mà cái vấn đề trong cái câu chuyện tình cảm của bạn á, thì có thể rằng là bạn sẽ có một cái cơ hội nữa đối với cái đối tượng mà bạn yêu, bạn thích, bạn có tình cảm ha. Nhưng mà mình cảm giác là ở đây nó vẫn có một cái khoảng cách, một cái khoảng cách, một cái việc là tách nhau ra, hoặc là chia tay nhau, hoặc là kiểu như là khi mà bạn bước vô trong cái mối quan hệ đó, nó có một cái gì đó nó cũng gọi là chưa có ổn định ha. Nó chưa có ổn định, nó chưa có rõ ràng cho chúng ta biết rằng là mọi thứ nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy ở đây á, đó là thời điểm này á, cái sự manifest, cái luật hấp dẫn, hoặc là cái sự cái năng lượng của bạn á, nó rất là ổn định. Vì vậy cho nên bạn sẽ có thể manifest được rất là tốt, bạn có thể hấp dẫn được những cái điều bạn mong muốn rất là tốt. Và mình cảm thấy ở đây nó có rất nhiều hy vọng trong cuộc sống của bạn, để làm mới cuộc sống của bạn
ha. Và thậm chí là mình nghĩ rằng là những cái sự mệt mỏi hay là những cái sự bất đồng quan điểm hoặc là những cái sự cãi nhau này kia nó cũng đến từ cái việc là cái nghiệp quả của hai người ha. Cái nghiệp quả của hai người ở đây thì mình nghĩ là những cái ước mơ của bạn nó sẽ có thể là trở thành sự thật nha, nó sẽ có thể gọi là làm cho bạn hài lòng và làm cho bạn cảm thấy mọi thứ trong cái cuộc sống nó có niềm tin hoặc là hy vọng. Nói chung là năng lượng của cái trải bài này nó rất là tràn đầy hy vọng và tràn đầy niềm tin. Vì vậy cho nên cái việc mà bản thân bạn trong cái mối quan hệ tình cảm, nếu mà bạn cứ đòi hỏi người khác phải 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 quan tâm yêu thương bạn, phải giống như là cho bạn cái tình cảm, thì nó giống như là bạn đang ăn màng tình cảm á. Đó thì mình nghĩ rằng cái năng lượng đó nó lại không có được tốt đó. Nhưng mà mình thấy càng ngày bạn càng có sự thay đổi và bạn càng có cái sự tiến bộ trong cái năng lượng của chính bản thân bạn ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 1 ở đây. Bạn xem trải bài riêng thì có thể inbox Facebook giùm cho mình ha. Rồi. Tụ bài số 2 của chúng ta sẽ bắt đầu ở 11 phút 30 đi ha. Rồi, 11 phút 44 đi cho cái tụ bài số 2. Để xem coi là cuộc sống của bạn trong cái thời gian kế tiếp nó sẽ như thế nào, nó có nở hoa hay không. Thì cái năng lượng này mình cảm thấy là có một cái câu chuyện tình cảm, nó thuộc nhìn vô đây là nó sẽ có một cái câu chuyện tình cảm. Nó thuộc về dạng như là một cái nghiệp quả của bạn với cái người này. Không có thoát được nha. Và nó kiểu như là nó kéo bạn lại. Và cái trong cái năng lượng này bạn với cái người này rất là đam mê với nhau, có rất là nhiều cái cảm xúc đam mê ha. Cái cảm xúc đam mê đó, đôi lúc nó khiến cho bản thân mình có những lúc bạn phải chịu đựng, bạn phải chịu đựng. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy là mọi thứ trong trong cái năng lượng của mối quan hệ này, chỉ cần bạn với cái người này được kết nối với nhau, nó trở thành một cái gì đó rất là tuyệt vời mà mình thấy sớm thôi, những cái thông điệp tình cảm sẽ đến trong cái cuộc sống của bạn. Mình nghĩ có thể sẽ là một cái mối quan hệ là có cái khả năng là mình không biết người này là người cũ hay người mới, nhưng mà có cái khả năng á là bạn với cái người này sẽ tiếp tục xây dựng những cái cảm xúc, những cái cung bậc cảm xúc với nhau ha. Và mình nghĩ là trong cái năng lượng này á, bạn sẽ có rất là nhiều những cái khả năng cho bản thân của mình vô trong cái công ăn việc làm, hoặc là cái cơ hội trong cái công ăn việc làm của bạn rất là nhiều, rất là tốt nha. Bạn sẽ có thể là một người giàu có nè, một người độc lập nè, đó, một người á mà mình nghĩ là có một cái nền tảng trong cái cuộc sống rất là tốt luôn. Và trong cái năng lượng này mình thấy có người mang đến một cái offer tình cảm cho bạn, cũng như là có người nào đó họ đến với bạn, họ muốn rõ ràng trong cái mối quan hệ với bạn. Một đó là họ muốn là ẩn cư cùng với bạn, cũng giống như là mình gọi là giống như bạn sắp có một cái tin tức tình cảm đến á. Trong cái này bạn sắp có người muốn hẹn hò với bạn á, bạn sắp có người muốn kết nối, muốn hẹn hò với bạn á. Và mình nghĩ rằng là năng lượng này thì nó sẽ là một năng lượng nếu như mà thật sự mà hai người mà gặp lại nhau á, hoặc là hai người có kết nối trong cái thời gian kế tiếp á, thì nó sẽ rất là liên quan đến những cái việc như là bạn với người này không phải là người mới, cho dù bạn với cái người này là như mới gần đây thì vẫn là cái người là bạn đã biết rồi chứ không phải là người bạn chưa biết. Cái người này với bạn sẽ gặp lại nhau, sẽ kết nối lại với nhau, hoặc thậm chí là sẽ có những cái cơ hội gọi là người ta gọi điện thoại cho bạn, người ta nhắn tin cho bạn, người ta gửi những cái tình cảm yêu thương với bạn đó. Và mình nghĩ rằng là trong cái mối quan hệ này khả năng rất là cao đó sẽ là nói đến cái chuyện hôn nhân, nói đến chuyện kết hôn, nói đến những chuyện như vậy. Và mình nghĩ rằng là cái năng lượng này nó sẽ cần thời gian ha, nó có một cái năng lượng đó là cần thời gian. Cơ thời gian này là gì? Mình cảm thấy cái thời gian kế tiếp của bạn đó, nó rất là bình an, nó rất là bình yên. Bạn sẽ đi sâu vào trong cái năng lượng của bản thân, bạn sẽ nâng cao cái năng lượng của bản thân mình nhiều hơn, bạn sẽ bỏ những cái gọi là những cái nghiệp quả của bạn sang một bên. Và mình nghĩ rằng là chính vì những cái nghiệp quả của bạn sau khi bạn trả xong rồi, nó sẽ gợi lại một lần nữa, nó sẽ gợi lại một lần nữa cho bạn
ha, gợi lại một lần nữa những cái kỷ niệm. À, và mình sẽ quên đi hết những cái gì mà xấu xí về nhau, và mình chỉ nhớ những cái gì tuyệt vời về nhau thôi, và khi đó mới gọi là gợi nhớ lại đó. Và mình nghĩ rằng là năng lượng này là năng lượng cam kết, năng lượng là bạn với cái người này quyết định đi đến hôn nhân hay không đó. Bạn sẽ cảm thấy rằng là bạn sẽ gọi là thể hiện được bản thân của mình ở một cái năng lượng nữ tính nhiều hơn, rất là tuyệt vời nha bạn nha. Và mình nghĩ trong cái năng lượng này nó chỉ nói một cái thôi, đó là tình yêu. Tức nghĩa là mối quan hệ này nó sẽ không nói quá nhiều, nó sẽ không nói là người này yêu bạn như thế nào hay là người này thế nọ thế kia, nhưng mà cuối cùng á mình cảm thấy là cả hai người đều hướng đến một cái năng lượng cuối cùng, đó là năng lượng có một cái sự cam kết với nhau. Và mình nghĩ là trong cái năng lượng này thời gian sắp tới của bạn á, rất là ổn định về mặt cá nhân, và bạn có thể là được người ta săn đón nè, được người ta tặng quà nè, bạn sẽ có được rất là nhiều những cái sự may mắn trong cái cuộc sống của bạn. Nhưng mà những cái này á, là mình nghĩ là đến cái thời của bạn á, đến thời của bạn có nghĩa là thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn làm cái gì cũng được, cũng tốt đó. Và có người người ta đến, người ta mang cho bạn một cái offer lâu dài đó, một cái cơ hội về trong tiền bạc, nếu về trong công việc nữa, nếu như bạn cần nha, thì có người giới thiệu cho bạn công việc luôn đó. Có người gọi là offer cho bạn một cái nền tảng lâu dài, ví dụ như là thôi bây giờ mình mua cái nhà hoặc mua một cái tài sản hoặc đặt định một cái gì đó với nhau, hoặc là cam kết với nhau như là một gia đình nha. Đó, cho nên là cái năng lượng này mình nghĩ là một cái năng lượng nó khá là tuyệt vời nha, một cái năng lượng nó khá là tốt ha. Bạn sẽ rất là rõ ràng trong cái lộ trình hướng đi trong cuộc sống của bạn, và đặc biệt là bạn không có thiếu thốn tiền bạc đâu, bạn sẽ rất là giàu có, bạn sẽ rất là tốt đẹp. Và mình nghĩ rằng là cái năng lượng này là nó sẽ gọi là bạn sống lại, hoặc là bạn giống như là bạn sẽ là một bạn sẽ trở thành một cái con người, mình tạm gọi là con người mới đi ha, con người mới. Nhưng mà cái mới mẻ này á, nó không phải là đơn giản là khi mà bạn đi đến một cái mức độ nó quá là tệ hoặc là nó quá là mệt mỏi, thì nó lại có một cái sự sau khi vượt qua cái đó là một cái nguồn năng lượng mới, nó là tạm gọi là như vậy, là mình cần cái bình yên hơn. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 2 ở đây ha. Bạn xem trả bài riêng thì có thể inbox giùm mình. Bây giờ mình sẽ đến với tụ bài kế tiếp. Tụ bài số 3 của chúng ta sẽ bắt đầu ở 18 phút ha bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi là cuộc sống của bạn trong thời gian kế tiếp nó sẽ là nở hoa hay nó sẽ là như thế nào. Thì ở đây mình thấy bạn sẽ có nhiều niềm vui, mà niềm vui này là một niềm vui lãng mạn ha, một cái sự lãng mạn. Và mình nghĩ rằng là bạn sẽ có thể tìm lại được cái công bằng, và bạn sẽ có thể phân định được rạch ròi cái nào là của mình, cái nào không là của mình ha. Và mình nghĩ rằng là bạn sẽ có một cái tình cảm mới, và cái tình cảm mới này chắc chắn nó sẽ khiến cho bạn thăng hoa. Và mình cảm thấy là sẽ có những cái sự tán tỉnh nhau nè, sẽ có những cái việc là một cái sự lãng mạn nó rất là nổi bật nè. Cái người này họ muốn hẹn hò với bạn nè, cái người này họ hay theo dõi bạn thông qua mạng xã hội nè. Đó, cái người này sẽ offer cho bạn một cái tình cảm. Và mình cảm thấy là trong cái năng lượng này nó có thể nói rằng là bạn sẽ trải qua một cái giai đoạn, một cái cú sốc về trong tình cảm nha. Nó sẽ là một cái gì đó kết thúc, một cái tình cảm, một cái gì đó kết thúc mà. Và mình nghĩ là bắt đầu nó sẽ khởi đầu mới bằng một cái tình yêu mới nha. Không phải là mình cảm thấy chắc là không phải cùng một người đâu, người cũ bạn đã sẽ kết thúc và bạn sẽ gặp người mới đó bạn ha. Cái năng lượng của cái trải bài này là vậy. Và mình nghĩ rằng là bạn đang có một cái sự hướng dẫn của tổ tiên, của cửu huyền, để mà gọi là giúp bạn cởi mở, nới rộng cái tinh thần của bạn, cái trải nghiệm trong cái cuộc sống của bạn, giúp cho bạn tự do hơn, giúp cho bạn nhìn thấy nhiều thứ hơn để bạn có thể có cái sự quyết định. Đó. Và mình nghĩ rằng là trong giai đoạn này bạn sẽ
có thể là bạn sẽ có thể là có sự nghỉ dưỡng hoặc là có cái sự gọi là đi đâu đó chơi để nghỉ mát, nghỉ hè, hoặc là kiểu như bạn sẽ có những cái hành trình riêng của bản thân mình, nhưng mà trong cái năng lượng này là những cái sự thay đổi nó đang đến trong cái cuộc sống của bạn rồi nha. Cho dù bạn muốn hay không muốn thì cái câu chuyện tình cảm nào đó của bạn sẽ kết thúc và bắt đầu bằng một cái câu chuyện mới, và bạn sẽ trở nên là tốt đẹp hơn, xinh đẹp hơn, đẩy đà hơn, tuyệt vời hơn đó. Và mình thấy nha, có một người á, có một cái tình yêu á, một cái người nào đó họ âm thầm họ đến, họ âm thầm họ đến khi mà bạn đang ngủ say, bạn đang chữa lành, bạn đang làm gì đó mình không biết, nhưng mà họ gặp gỡ bạn, họ đến và mình cảm thấy là một cái năng lượng nó rất là bừng sáng nha, một cái năng lượng nó rất là tuyệt vời, giống như là họ đến để bù đắp lại cho bạn tất cả những cái điều gì mà bạn đã không có được, hoặc là bạn hằng khao khát mơ ước nhưng mà không có được đó. Thì trong cái năng lượng này mình cũng thấy rằng là có một cái rất là rõ ràng ở đây, đó là có một cái sự công bằng, nó có một cái phán quyết, nó có một cái sự đưa ra những cái quyết định, nó có một cái năng lượng của cái việc là bạn sẽ rất là cần gọi là rời đi khỏi những cái điều gì mà nó chán chường, nó không có phù hợp với mình. Mình nghĩ là cái sự chán chường đó nó không phải là đơn giản là nó là một ngày một giờ đâu, nó đã là cái sự lặp đi lặp lại, nó là một cái sự bế tắc mà bạn lặp đi lặp lại. Và mình nghĩ rằng là cho đến lúc mà bạn không làm gì được nữa, bạn đứng ở đằng sau cái cánh cửa và bạn cảm thấy là thôi chắc là phải phải đi thôi, hoặc là phải đóng cái cánh cửa này lại thôi, hoặc là không ấy nữa, và bạn tự giải phóng mình khỏi những cái toxic, những cái điều tiêu cực, và bạn sẽ, nói chung mình nghĩ là nó sẽ có một cái năng lượng, đó là không bao giờ có một cái sự, bạn sẽ không có ngủ ngủ quên nữa, bạn sẽ không có ngủ mê nữa, và bạn sẽ phải thức dậy. À, bạn sẽ phải bắt đầu đón nhận những cái năng lượng mới, tình cảm mới, và thậm chí là các mối quan hệ tình cảm mới của bạn. Ở đây mình nghĩ là bạn sẽ có rất là nhiều bạn bè hoặc là người ở bên cạnh, những cái cuộc gặp gỡ trò chuyện vui vẻ đó. Mình nghĩ rằng là có một cái khoảng thời gian bạn cũng bắt đầu sa đà vào những cái cảm xúc nó không mấy tích cực, thậm chí là bạn sẽ cảm thấy cô đơn, hoặc là bạn sẽ hay sống về đêm đó, ví dụ như là ngủ không được, hoặc là hay uống rượu buổi tối hay như thế nào đó ha. Và mình nghĩ là mọi thứ có vẻ giống như là bắt đầu nó đã kết thúc, và mình nghĩ là nó sẽ là một cái, mình nghĩ nó sẽ có một cái tình yêu kết nối với bạn trở lại. Đây là một cái hợp đồng về mặt linh hồn, và bạn với cái người này đã có duyên với nhau. Người này là một người độc thân nha, người này là một người độc thân, và mình nghĩ rằng là bạn sẽ nhanh chóng gặp cái người này và sẽ có một cái câu chuyện tình cảm rất là tuyệt vời ha. Và mình vẫn cảm thấy ở đây ấy, là bạn sẽ được offer một cái tình cảm, và mình sẽ thấy cái rất là nhiều cái sự lãng mạn trong cái câu chuyện tình cảm với bạn với người này. Ở đây ấy, thì mình cảm thấy là bạn hãy quên đi những cái việc mà những cái chuyện trong quá khứ của bạn ấy, thật ra nó đang lặp đi lặp lại, ví dụ như là hai người im lặng với nhau, hoặc là hai người đã từng bỏ rơi nhau, hoặc là người này đuổi người kia chạy, nó có rất nhiều cái năng lượng như vậy, hoặc tách nhau ra, hoặc là chia tay nhau, và bây giờ ấy, nó đang nói là đã đến lúc ấy, là bạn sẽ phải bỏ đi cái cuộc sống đó, phải bỏ đi cái sự lặp đi lặp lại đó, và bạn sẽ cần phải có một cái giai đoạn kế tiếp trong cuộc sống của bạn để mà bạn có thể là nâng cái năng lượng của bạn lên, và bạn đang có được một cái sự chuẩn bị hành trình mới. Và mình nghĩ rằng là cái lần này của bạn sẽ là upgrade lên, giống như kiểu như là mình là một version mới, mình là update lên một version cao hơn đó. À, ví dụ như là ngày xưa là đến mùa đông băng giá là coi như là xong, mình sẽ là chết yểu trong đó. Nhưng bây giờ đến cái mùa đông băng giá, mình sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình bằng áo ấm nè, bằng lọ sưởi nè, bằng việc là ăn uống nè, bằng rất là nhiều thứ trong cuộc sống để mà đốt cháy cái mùa đông băng giá đó đi. Và mình nghĩ rằng là năng lượng này bạn rất là dễ có cái người á, cái người mà muốn đến với bạn, muốn kết nối với bạn thật sự nha. Đó, và cái người này là người độc thân nha, mình phải nói là như vậy. Nha, ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 3. Để bạn xin cho bài riêng thì có thể inbox giùm mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trả bài sau.